Ngọc Thúy và Nguyệt Ánh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền hình quốc gia khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8. Bây giờ là 6 giờ sáng và chúng ta đang đến với chương trình Chào Ngày Mới với nhiều thông tin chuyên mục hấp dẫn sẽ được chuyển đến quý vị trong ít phút tới. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 2 tức mùng 3 Tết Bính Thân, chúc quý vị sẽ có thêm thật nhiều trải nghiệm thú vị trong những ngày Tết cổ truyền bên người thân và bạn bè. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin nổi bật có trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, nhờ làm chủ khoa học kỹ thuật mà nhiều nhà máy công trình trọng điểm của đất nước đã phát huy được lợi thế trong sản xuất kinh doanh. Nếu như các năm trước, chuyên gia nước ngoài luôn phải tất bật làm việc, không ngưng, thậm chí là làm thay cho công dân Việt Nam trong những ngày nghỉ Tết, thì đến nay đã khác, họ đã thảnh thơi hơn bởi sự thay thế của đội ngũ chuyên gia trong nước. Chúng tôi muốn kết thúc tiểu mục hội nhập hôm nay bằng câu chuyện của những người bạn nước ngoài. Điều thú vị ở chỗ là những người bạn ấy đã trở thành một phần của Việt Nam và đã chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai của mình. Dịp cuối năm, mọi tất bật của ngày thường được khép lại. Ông Dale Gernsteinsleger lại có dịp thư thả ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp của thành phố biển Đà Nẵng. Yêu Đà Nẵng ngay sau khi đặt chân đến mảnh đất này lần đầu tiên, Dale đã chọn nơi đây để neo cuộc đời mình. Tết năm nay, lần đầu tiên, Dale cùng vợ con chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Qua bữa cơm tiễn năm cũ, chuẩn bị đón năm mới với những món ăn truyền thống do người vợ cất công chuẩn bị, ông Đeo càng cảm nhận được hương vị đặc biệt của ngày Tết Việt Nam. Tôi nhận thấy trong tâm thức của người Việt, năm mới thực sự chỉ bắt đầu với Tết cổ truyền. Trong khi Tết ở nước ngoài chỉ là dịp để mọi người vui vẻ, thì Tết ở Việt Nam là dịp để dòng họ, gia đình quây quần sum họp với nhau. Vì vậy, với tôi thấy Tết ở Việt Nam là rất ấm cúng. Không khí Tết cũng khác nhiều so với ở phương Tây. Em cũng mong muốn chồng mình là theo cái phong tục của Việt Nam đó, thì Tết thì em cũng mua là bánh chưng, rồi thịt hôn, rồi cũng đồ xào, rồi cũng cá chiên, rồi cũng làm theo cái phong tục của mình đó. Rồi em cũng muốn nói với sợ em đó là cái phong tục của Việt Nam và nó cảm giác là nó ấm cúng trong cái gia đình đó, là chủ yếu là em với em truyền lại cho ông xã em là cái truyền cảm lại là cái ấm cúng của Việt Nam như vậy. Bữa cơm tất niên hôm nay dĩ nhiên không thể thiếu những người bạn vong niên của ông Đeo. Họ đã cùng đi qua nhiều vùng đất khác nhau, nhưng rồi lại gặp nhau ở thành phố biển yên bình này. Ôn lại chuyện đã qua, nói về dự định những ngày sắp đến, đối với ông Laurent Charles Vetter vẫn là giúp đỡ những trẻ em khuyết tật ở Việt Nam. Ông đã gắn bó với công việc này từ 3 năm nay. Bữa cơm cuối năm tại nhà bạn tôi thật là tuyệt vời. Các món ăn truyền thống đều rất ngon. Tôi thấy Tết Việt Nam tương tự như dịp Giáng sinh ở Mỹ. Mọi thứ thật là ấm cúng. Ở đây tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Tôi rất yêu Việt Nam. Không dễ rời bỏ mảnh đất nơi mình sinh ra, nhưng ông Đeo và những người bạn của mình đã chọn Đà Nẵng là nơi để sống. Câu chuyện của họ quanh bữa cơm tất niên dịp cuối năm vẫn là thành phố Đà Nẵng, là Việt Nam. Trong không khí se lạnh với chút nắng ấm của những ngày giáp Tết, họ vẫn luôn cảm thấy ấm áp như chính trên quê hương mình. Tết sắp đến trên VTV8. Cùng đón Tết Bính Thân trên VTV8.